Trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn được coi là một trong những thiên đường du lịch với lượng du khách quốc tế tăng đều đặn. Doanh thu từ du lịch tại Thái Lan thường tỷ lệ thuận với lượng du khách. Và năm nay, 2017 này cũng rất hứa hẹn với số khách quốc tế tăng mạnh, trong đó ước tính có tới 10 triệu du khách Trung Quốc. Nhưng tại nhiều điểm du lịch, các nhà quản lý địa phương đã bắt đầu nhận thấy những mặt trái của phát triển du lịch ở đây một cách ồ ạt, chạy theo số lượng. Hòn đảo Phi Phi nổi tiếng của Thái Lan là một ví dụ. Đây là hình ảnh về đảo Phi Phi, thiên đường du lịch ở Thái Lan vào giờ cao điểm. Cứ 10 giờ sáng, chuyến tàu cao tốc đầu tiên từ Phuket đến đây chở đầy du khách. Bãi biển này từng được coi là một viên ngọc thô, nhưng giờ đây danh hiệu đó không còn nữa. Có một số khu vực ở đây cần phải hạn chế khách du lịch để bảo vệ môi trường. Khi khách du lịch đến đây, tôi chỉ biết nói với họ đừng làm thế, nhưng họ không hiểu. Đôi khi họ cười vào tôi như thể tôi đang nói đùa. Đây là hình ảnh đảo Phi Phi 30 năm trước với rừng rậm bao phủ. Nhưng trong những năm 1980 và 1990, việc xây dựng bắt đầu bùng nổ. Sau thảm họa sóng thần, gần 200 khách sạn đã được xây dựng trên hòn đảo nhỏ này và có vô số các công trình xây dựng khác mọc lên. Du khách đến đây ngày càng nhiều hơn. Có hai loại khách du lịch đến đây. Một số người ở lại đảo trong vài ngày, nhưng vấn đề lớn nhất chính là những người đến đây trong ngày. Họ đi thuyền đến, tham quan bãi biển, rồi đi mất, để lại rác thải phía sau. Đảo không thể xử lý được rác. Các hãng du lịch đưa ngày càng nhiều khách du lịch từ Phuket đến đảo Phi Phi. Tất cả là vì lợi nhuận. Nhưng thiệt hại đối với hệ sinh thái đã trở nên trầm trọng, cả trên đất liền và dưới nước. Một trường học lặn địa phương đang cố gắng hết sức để bảo vệ biển khỏi những ảnh hưởng của du lịch đại trà. Họ đang chuẩn bị để thực hiện một chuyến lặn đặc biệt. Bộ phim Bãi biển khiến cho hòn đảo Phi Phi nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi kiếm sống từ du lịch, nhưng quá nhiều khách du lịch đến đây khiến cho hòn đảo đang chết dần. Các nhà nghiên cứu sinh vật biển nói rằng san hô xung quanh vịnh Maya hầu như đã chết. Chúng chết bởi những chiếc mỏ neo của tàu cao tốc kéo lê dưới đáy biển, nước thải từ khách sạn và tình trạng xả rác thải bừa bãi. Đây là một trong những nỗ lực để cứu san hô. Vườn ươm san hô này là sáng kiến của một thợ lặn. Ông hy vọng một ngày nào đó, những san hô mới nuôi này có thể trở thành một dạng san hô nhân tạo mới. Chúng tôi thấy rất nhiều loài cá ở đây. Tôi thấy rất vui khi thấy san hô đang phát triển. Một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành ngôi nhà mới cho cá. Vào buổi trưa, vịnh Maya tràn ngập khách du lịch. Có từ 5 đến 7.000 du khách đến đây mỗi ngày. Một số người là du khách đến từ châu Âu, nhưng phần lớn là du khách Trung Quốc. Những người dân ở hòn đảo này đã đề ra những quy định để bảo vệ môi trường biển, trong đó có quy định không cho cá ăn, không dẫm đạp lên san hô và không ném rác thải xuống biển. Trong vòng chưa đến 10 năm, thậm chí là 5 năm nữa, nếu chúng ta không có hành động gì thì san hô sẽ chết. Khi hòn đảo Phi Phi đắm mình dưới ánh hoàng hôn, bầu trời rạng rỡ và biển ngân lên những giai điệu tươi vui. Ước mơ về một môi trường trong sạch của hòn đảo này là điều mà ngành du lịch Thái Lan đang phải nỗ lực thúc đẩy.